Vâng, thưa các anh chị, cái cấu trúc bản thể trong một con người mình thì nó gồm có những phần sau. Chúng ta hình dung trong một con người của mình thì nó gồm có ba cái phần. Đầu tiên là phần mà chúng ta sinh ra đã có, đó là phần đầu tiên là phần tâm. Tuy nhiên, khi cái yếu tố bên ngoài nó tác động vào thì cái phần này nó xuất hiện cái phần ta. Và mọi người bình tĩnh, Tuấn sẽ chia sẻ cái phần tâm, phần ta là gì. Vậy thì phần tâm này nó chính là phần bản năng. Bản năng tức là con người chúng ta lúc sinh ra đã có một cái bản năng là thích là không làm mà vẫn có ăn, thích được sống vui vẻ, thích được to cao đẹp trai, thích được danh lợi, thích được đủ thứ bên trên cuộc đời này. Và cái phần này gọi là cái phần tâm nó khởi. Vậy sinh ra tâm này là nó gì ạ? Nó khởi. Nhưng mà trong con người mình thì nó lại có cái phần ta. Phần ta này là phần chân lý của cuộc đời, chân lý của cuộc sống. Thường một đứa trẻ sinh ra nó chưa có cái phần ta, vì nó chưa hiểu chân lý, nó chưa biết định nghĩa thế nào là tốt xấu, cho nên nó sống hoàn toàn bằng bản năng. Nhưng cùng với năm tháng thì cái ta này nó hình thành. Vì vậy khi mà chúng ra một quyết định gì đó thì hai bên tâm và ta nó phải đấu tranh. Cũng giống như kiểu mình ấy, là mình muốn hại ai đó để có tiền thì cái phần đấy là phần tâm. Phần tâm bao giờ nó cũng nổi cái cơn tham lên. Nhưng những người có cái chân lý ở trong người thì họ sẽ dẹp cái đó đi. Họ không cho phép mình làm việc đấy. Họ bảo không được, cái này không được. Mình làm thế này là mình thấy là mình bất nhân, bất nghĩa. Thế là nó dẹp đi. Vậy thì bấy giờ họ mới chọn cho mình một cái tư tưởng. Và cái tâm thằng ta này nó trộn lại, nó mới hình thành nên cái tư tưởng của con người mình, tư tưởng cá nhân. Còn nếu trong con người mình chỉ có phần tâm thì người ta chính là phần gì ạ? Phần con. Và nếu chỉ có phần ta thì nó đạt đến cái mức độ cảnh giới là người của chân lý, hay còn gọi là Phật. Và nếu ghép cái này lại thì nó gọi là gì ạ? Bản thể của cá nhân. Và khi nó ra được một cái quyết định bản thể của cá nhân rồi thì bấy giờ anh nghĩ, bấy giờ chính là anh tuệ. Anh tuệ này, anh mới nghĩ cách để thực hiện cái gì ạ? Cái mong muốn. Vậy thì sau khi thằng tâm và thằng ta đấu tranh thì nó mới kết luận là cái mong muốn này có thực hiện hay không. Và thưa các anh chị, nếu như con người mình chỉ ra quyết định bằng cái phần tâm bản năng thì cái mong muốn này nó chỉ thỏa mãn cái ích kỷ cá nhân. Nhưng nếu có thêm cái phần chân lý thì nó sẽ đấu tranh, thì mong muốn này nó cân bằng thỏa mãn cái cá nhân và thỏa mãn những cái thứ gì ạ? Đạo đức và những cái quy định của xã hội. Và bây giờ nó tuệ, bắt đầu nó mới nghĩ cách để làm thế nào để đạt được cái mong muốn này. Thì ông tuệ này ông nghĩ cách xong thì ông thân ông với gì ạ? Ông thân ông với ra đòn. Ông thân ông với ra đòn để ông làm như thế nào. Vậy thì toàn bộ cái phần này của chúng ta nó gọi là bản chất cái này là gì ạ? Nó gọi là phần đấu tranh nội tâm và gì ạ? Lựa chọn phương pháp hành động. Và khi ông hành động thế nào thì ông sẽ để lại một cái kết quả như thế. Và cái kết quả này nó phản ánh cuộc đời của ông. Cuộc đời. Và trong đạo Phật thì cái phần con người này này, phần con người này thì gọi là nhân. Nhân. Và từ cái phần gì ạ? Ta. Và đến phần thân hành động gọi là gì ạ? Phần này gọi là duyên. Đấy. Và nó tạo ra kết quả thì chúng ta gọi là quả. Và tất nhiên cái kết quả này nó ảnh hưởng đến hệ sinh thái tốt hay xấu thì nó gọi là nghiệp. Đấy. Và cuộc đời của mình tạo ra nhiều cái nghiệp xấu thì cuộc đời của mình bấn loạn. Và cái kết quả của cuộc đời mình tạo ra nhiều việc tốt thì cuộc đời của mình an lạc. Vậy thì đây là toàn bộ một cái quá trình
hình thành và đấu tranh nội tâm trong một con người để tạo ra kết quả. Và đây là phần chia sẻ. Thế còn các anh chị sang phần công cụ. Vậy thì cái phần này thì Tuấn khuyên nếu các anh chị đang xem phần này thì các anh chị nên gì ạ? Mời con vào cùng xem để ngay kể cả bản thân mình và những người trong gia đình mình cũng đều hiểu được cái quy luật, và chúng ta có thể xem hết những cái bài như thế này để mà cả nhà mình cùng cái hệ tư duy để vận hành. Vậy thì mời các anh chị chúng ta sang cái phần công cụ thì nó rõ hơn. Và cái phần công cụ này các anh chị hoàn toàn có thể download về để in ra một tập giấy và cả nhà cùng thảo luận xem mình lựa chọn gì, mình lựa chọn gì. Thì mời anh chị sang phần công cụ ạ.